Đây, quý vị coi khi mà mình xài lên như vậy nó sẽ tạo bọt như vậy nha. Sẽ tạo bọt và làm da mình trắng lên, sáng lên và đặc biệt rất là thơm. Hãy sử dụng và đam mê đây 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 đây, đam mê liền. Trời ơi, em đam mê cái gì thật sự. Bây giờ dùng nhiều xi ngày xưa mà khi mà mình ra nắng, ra biển là khoảng 1 tháng, 2 tháng sau nó mới hồi lại cái làn da của mình. Nhưng mà từ khi một cái bộ sản phẩm thần kỳ này là em tha hồ em đi biển, là biển to quá bé chẳng dám tắm đâu là sợ đen đó, là không sợ như vậy nha. Là cứ tắm thoải mái gì mà lâm và về là sử dụng là chắc chắn sẽ có làn da cực kỳ trắng. Đây gì coi nè, lao một cái và Lâm tin là cái sản phẩm đang hot nhất thị trường luôn, không có sản phẩm nào mà bằng cái sản phẩm này thật sự luôn. Với tinh chất là than hoạt tính như vậy nha, than hoạt tính giúp đẩy tất cả cái hấp tố đen cũng như là những cái mà đen mà sạm với da nó ra hết. Là đây là chai là 490.000 nhau gì nha, 490.000 một chai này, một bộ là 1.470.000. Đây mình xoa lên làn da dùm cho Lâm, xoa lên, xoa đều lên nhau gì nha, mình xoa đều lên để chừng 15-20 phút thì chúng ta sẽ cảm nhận được làn da chúng ta rất là trắng và bật tông ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Và đó là an toàn cái da của mình. Đây dạ mọi người chỉ cần để khoảng cho em 15-20 phút, sau đó mình đi tắm lại bằng nước sạch dùm em nha mọi người nha, là hai bên là sẽ bật tông rõ rệt liền. Đúng rồi, khi mà mọi người xài xong chai này thì mọi người xài tiếp theo là cái chai sữa tắm như vậy nha, với cái tinh chất là lựu đỏ cũng như là những cái tinh chất làm trắng da, bật tông da. Cái này là ngày nào mình cũng tắm dùm cho Lâm. Còn đối với cái dòng sản phẩm là cái than này đó thì mọi người một tuần sử dụng 2 lần dùm cho Lâm nha. Còn nếu ai muốn trắng hơn, muốn mịn hơn, muốn sáng hơn là một tuần sử dụng 3 lần dùm cho Lâm. Còn đối với cái chai màu hồng này thì sử dụng ngày nào cũng sử dụng hết để cân bằng độ pH cho da cũng như là trắng da, mịn màng da và sáng da. Và đây là chai ban đêm cũng như là chai ban ngày. Chai ban đêm là dưỡng da và cung cấp độ ẩm cho da. À, còn chai kem ban ngày là nó sẽ có chất chống nắng cho mọi người và rất là ok, rất là hiệu quả cho mọi người nha. Kem body bên đây là khi mọi người xúc vô là thẩm thấu với làn da chứ không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Sau đó để khoảng 15-20 phút, sau đó mình đi rửa sạch lại giùm em nha, là mọi người cảm thấy là da mình bật tông hẳn lên nha mấy chị nha. Đây quý vị coi, khi mà mình sử dụng xong thì làn da chúng ta sẽ trắng sáng lên như thế này và bật tông trắng sáng như vậy nha. Chắc chắn xài một lần là mọi người sẽ mê liền với bộ tắm trắng Air Skin như vậy nha. Đây quý vị coi, rất là trắng cũng như là rất là mịn màng làn da. Khi chúng ta sử dụng ta rời cái làn da chúng ta và cảm nhận cái độ mịn màng và trắng sáng gì nha, rời rất là đã và cực kỳ thơm như vậy nha, rất rất là thơm luôn. Đây chị coi hai tay của em mấy chị nha, bật tông rõ rệt luôn nha mọi người ơi. Chỉ cần để khoảng 15-20 phút thôi nha mấy chị nha, một chai tắm trắng là với giá 490.000, mọi người mua sẽ được free ship toàn quốc nha mọi người ơi. Và khi mọi người mua bộ sản phẩm này thì bên công ty sẽ tặng cho gì có tặng không? Một chai tẩy tế bào chết nghĩa là 4 sản phẩm là 1.470.000 mà mọi người sẽ được tặng thêm một chai tẩy tế bào chết nữa. Còn chăn chờ gì nữa, quá trời rẻ luôn, quá trời ưu đãi cho mọi người để một làn da cực kỳ trắng. Mà bây giờ quý vị biết không, thời tiết Việt Nam bây giờ rất là nắng nóng luôn, mà đặc biệt là mấy anh trai đó, mấy anh mà hay chạy mà xà xà ngoài đường đó, mà làm biếng đeo bao tay, làm biếng đeo khẩu trang, rồi làm biếng đeo áo khoác rồi nọ, mà cái khúc trắng khúc đen đó nhìn như lan ban luôn. Mấy anh hãy sử dụng giùm cho em, thật đảm bảo là mê liền, chết mê chết mệt liền. Đây nha, sử dụng xong cái tấm trắng này thì mọi người đến với cái loại là sữa tắm hàng ngày. Đối với cái chai này thì mọi người bỏ sẵn toilet giùm Lâm, sau một ngày nào cũng tắm như vậy nha, cực kỳ thơm và cực kỳ hiệu quả luôn. Đây là nó sẽ đỏ đỏ như này, sẽ đỏ đỏ như vậy nha. Và mọi người sử dụng cho Lâm, mọi người xoa lên giùm cho Lâm, và khi mà nó gặp nước thì nó sẽ tạo bọt, và đặc biệt là trong đây có những cái hạt li ti nó tẩy tế bào chết cho mọi người, và những cái hạt li ti sẽ thẩm thấu sâu cái lỗ chân lông chúng ta, làm da chúng ta trắng lên, sáng lên và cực kỳ mịn màng và rất là thơm như vậy nha. Mình xài là thay thế nước hoa cho mọi người luôn, thay thế nước hoa luôn. Ví dụ nhiều khi mình xài mình dẹp chai nước hoa qua một bên, bởi vì cái hương rất là thơm, mình xài đi quý vị nè. Lắm mấy chị ơi, cực kỳ thơm. Sau khi mà mình đã tắm xong rồi đúng không mấy chị? Và cả nhà mình sử dụng giúp em kem dưỡng body nha mấy chị nha. Đây là dòng body ban đêm nha mấy chị nha, và dòng body ban ngày là tinh chất là chống nắng cho mọi người luôn nha mọi người ơi. Đây, quý vị coi khi mà mình xài lên như vậy nó sẽ tạo bọt như vậy nha. Sẽ tạo bọt và làm da mình trắng lên, sáng lên và đặc biệt rất là thơm. Hãy sử dụng và đam mê đây 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 đây, đam mê liền. Trời ơi, em đam mê cái gì thật sự. Bây giờ dùng nhiều xi ngày xưa mà khi mà mình ra nắng, ra biển là khoảng 1 tháng, 2 tháng sau nó mới hồi lại cái làn da của mình. Nhưng mà từ khi một cái bộ sản phẩm thần kỳ này là em tha hồ em đi biển, là biển to quá bé chẳng dám tắm đâu là sợ đen đó, là không sợ như gì nha. Là cứ tắm thoải mái gì mà lâm và về là sử dụng là chắc chắn sẽ có làn da cực kỳ trắng. Đây gì coi nè, lao một cái, lao một cái là mê liền, chết mệt liền. Đây
Bây giờ nếu như gia đình mình mà đông quá thì cái này chồng xài được, vợ xài được, ông xài được, bà xài được, cha mẹ đều xài được với bộ sản phẩm này, không kén da, da dầu xài được, da khô xài được, nói chung là da hỗn hợp đều xài được. Chủ yếu là mọi người muốn làn da trắng thì nó sẽ trắng cực kỳ mịn màng cho mọi người và nó không hại da như nha, không hại da. Ví dụ nhiều khi sản phẩm ngoài thị trường nó sẽ nhiều chất tẩy quá làm da mình trắng, nhưng mà khi mà nó trắng xong gặp ánh nắng nó sẽ nám và nó sạm nhiều hơn. Còn riêng cái dòng này là trắng cực kỳ tự nhiên cho mọi người, nó không có chất chất tẩy nè, nó không có những cái hóa chất làm hư da mà tổn hại da, mọi người yên tâm cho Lâm. Đây đây mấy chị ơi, dòng kem body em đang xức lên cho mấy chị nha, thẩm thấu vào làn da và nuôi dưỡng làn da mình rất là mịn màng nha mấy chị nha. Rồi sau khi mà mình sử dụng này xong thì mọi người nhớ giùm cho Lâm là ra đường là buổi sáng là phải xài thêm cái kem body chống nắng, và buổi tối là dưỡng thêm cái lâu sành Lâm như vậy nha. Và đặc biệt là cái này không phải giống kem trộn kem ơi, khi mình xức lên sẽ bết là không có gì nha, với những cái tinh chất cực kỳ mịn màng và cực kỳ thơm, nó làm xe khích lỗ chân lông và làm trắng da, sáng da, mịn màng da. Và đây là che ban ngày là xinh như vậy nha, xinh như là ban ngày. Đây 490.000 một chai nha mọi người ơi, nhưng mà cả nhà mình mua bộ là với giá 1.470.000, cả nhà mình sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha mấy chị nha. Dạ, và đối với cái dòng sản phẩm này rất là nhiều nghệ sĩ cũng như là rất là nhiều người đã review về dòng sản phẩm này, cho nên mọi người yên tâm về chất lượng cũng như giá cả như chị nha, rất là nhiều người luôn. Đây vì khi mà mình sử dụng lên thì làn da chúng ta sẽ trắng sáng bật tông như thế này, và đặc biệt rất là thơm gì nha, với tinh chất lâu sành làm trắng da, mịn màng da, và xài ngay lần sử dụng đầu tiên là chết mê chết mệt liền. Đây rất này 490.000 nè mấy chị ơi, em xức vô nè mấy chị nha, để khoảng 2-3 phút thì em là thẩm thấu cho làn da không hề bị bết rít nha mấy chị nha. Đối với một bộ này thì mọi người có thể xài được 2-3 tháng, xài rất là lâu luôn. Ví dụ nghe 1.470.000, ví dụ nhiều khi mình cũng hơi ngán tiền xíu, nhưng mà em đảm bảo gì là tiền nào của đó như vậy nha, tiền nào của đó, và đảm bảo gì xài là cực kỳ mê luôn. Quý vị thấy không, cái thiết kế cực kỳ tinh xảo và cái chai nó cực kỳ sang trọng cho mọi người luôn. Những cái chai này 1, 2, 3, 4 xài từng bước giùm cho em. Bước đầu tiên là tẩy tế bào chết, chai tẩy chết là tặng cho mọi người. Sau đó mọi người sử dụng cái tắm trắng giùm cho em, tắm trắng xong da sáng lên mịn lên thì mọi người sử dụng cái sữa tắm hàng ngày. Sau khi mà xài sữa tắm hàng ngày là buổi sáng khi ông mặt trời thức dậy là sử dụng cái kem body ban ngày giùm cho em, với tinh chất chống nắng và chống tia UV. Bởi vì bây giờ cái thời tiết Việt Nam á, tia UV rất là mạnh, làm cho da mình nó rát, mà khi mà mọi người sử dụng này lên cái da mình nó rất là dịu nhẹ như vậy nha. Và sau khi mà về làm về rửa ráy tắm rửa sạch sẽ rồi xong, xài ban đêm giùm chị em, và kết hợp một bộ gồm 4 sản phẩm nha quý vị nha, đảm bảo một làn da cực kỳ trắng sáng và cực kỳ mịn màng. Đây gì nha, rất là thích và xài rất là thơm gì nha. Ví dụ như mình xài một ngày đi, mình đi tiệc rồi đi, mình muốn trắng hơn, bật tông hơn, thì mình sử dụng cái body ban ngày, nó có cái chất mắc cúp cho mọi người luôn. Bởi sao? Khi mọi người sử dụng lên nó trắng da, nó sáng da, nó có cái lớp mắc kích nhẹ cho mọi người. Nên mọi người yên tâm giùm cho em nha, một bộ sản phẩm này với đầy đủ tất cả các nguyên liệu được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc, da sẽ sáng lên, mịn lên và đẹp lên. Còn chần chờ nữa, hãy sở hữu AE Skin để một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng. Còn chần chờ nữa, hãy trắng với Lâm nha mọi người ơi.